Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ đăng kiểm đang mở rộng điều tra đã bắt đến cán bộ cục đăng kiểm và khả năng còn bắt ở cấp cao hơn. Tối ngày 5 tháng 1, báo chí nhà nước loan tin Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam đã công bố về việc bắt 3 cán bộ thuộc cục đăng kiểm của Việt Nam. Vụ bắt giữ này diễn ra cùng lúc với việc khám xét tại trụ sở cục đăng kiểm Việt Nam lần thứ 2 tại địa chỉ 18 Phùng Hưng, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là hình ảnh 3 cán bộ cục đăng kiểm Việt Nam vừa bị bắt giữ. 3 cán bộ mới bị bắt là ông Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, ông Đặng Trần Khanh, phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, ông Phạm Đức Ngọc, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới. Đây là diễn biến mới nhất của vụ án xảy ra tại ngành đăng kiểm do Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, nâng tổng số người bị bắt lên tới con số 46 người. Trước đó, vào ngày 28 tháng 12, phòng kiểm định xe cơ giới đã bị khám xét lần đầu tiên. Cả hai lần khám xét đều do Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Công an Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Trong lần khám xét đầu, Công an đã thu giữ rất nhiều hồ sơ, tài liệu để điều tra. Ở phía Nam, trước khi bắt 3 cán bộ của cục đăng kiểm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 43 lãnh đạo và các bộ cán bộ tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Đồng Nai. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 9 trung tâm, hơn 70.000 phương tiện cơ giới đã được kiểm định theo dạng làm luật. Tất cả các bị can đều bị cáo buộc tội danh là môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Đây là hình ảnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9806D tại Bắc Giang. Ở phía Bắc, từ ngày 4 tháng 1 năm 2023, Công an Bắc Giang đã khởi tố 5 người thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9806D, có trụ sở đóng tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong 5 người này, có 4 người là phó giám đốc và 1 người là đăng kiểm viên. Trung tâm 9806D đã bắt đầu bị công an điều tra từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 29 tháng 12 năm 2022, thì 4 phó giám đốc trung tâm này đã tự đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang xin đầu thú. Họ khai nhận hành vi nhận hối lộ với số tiền nhiều tỷ đồng. Trung tâm đã thu của chủ các phương tiện có xe bị lỗi từ 100 cho đến 500 ngàn đồng để cấp giấy đăng kiểm. Có trường hợp thu đến cả triệu đồng. Cùng ngày 29 tháng 12, Công an Bắc Giang cũng đã khởi tố bắt giám đốc, phó giám đốc và 12 viên chức của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 993D có trụ sở tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. Trung tâm này đã thu lợi bất chính 6,5 tỷ đồng phí bồi trơn. Đây là hình ảnh công an khám xét tại trụ sở cục đăng kiểm của Việt Nam. Như vậy, tính đến nay, vụ án ngành đăng kiểm đã mở rộng địa bàn ra toàn quốc. Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô và sẽ còn có rất nhiều thanh củi gọc nữa sẽ cho vào lò. Theo thông tin từ cục đăng kiểm, thì Việt Nam có khoảng từ 4,5 triệu chiếc xe ô tô đang sử dụng. Trong số này, có bao nhiêu chiếc không đạt tiêu chuẩn về an toàn và bảo vệ môi trường trên toàn quốc đây? Đó là một câu hỏi mà người dân đặt ra. Con số này chắc chắn cũng lên đến hàng triệu chiếc. Những chiếc xe tải, xe bồn, xe khách không đạt tiêu chuẩn khi tham gia giao thông thì cứ như là hung thần, có thể đoạt mạng người dân bất cứ lúc nào. Đây là một tội ác mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn dùng túng từ trước đến nay. Cùng với chất lượng đường xá xuống cấp nghiêm trọng, việc cấp bằng lái xe thì cẩu thả và đăng kiểm rối trá, đó là ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông ngày càng nhiều tại Việt Nam. Những vụ chiếc xe khách, xe tải tự đâm vào giải phân cách hoặc lao vào nhà dân hoặc xe mất lái gây tai nạn liên hoàn đã không còn là chuyện hy hữu nữa mà đang xảy ra ngày một nhiều. Đây là hình ảnh bài báo đăng tin diễn biến mới nhất trong ngày 5 tháng 1. Có khả năng từ những tiêu cực ở ngành đăng kiểm sẽ phát lộ ra những sai phạm lớn hơn của ngành giao thông vận tải chăng? Điều này không phụ thuộc vào mức độ vi phạm pháp luật mà phụ thuộc vào việc ông Tổng Bí Thư có muốn quạt lửa vào ai, vào ngành nào hay không. Nếu ông Tổng Bí Thư thực sự muốn chống tham nhũng, muốn diệt sạch sâu bọ trong ngành giao thông vận tải thì ông đã làm từ lâu rồi. Khi mà các bốt bẩn bị tố cáo, khi mà chuyện xe vua lộng hành bị nhóm phóng viên điều tra từ nhiều năm trước phanh phui. Nhưng đến giờ thì những vụ việc này vẫn rơi vào im lặng, thì việc đánh đăng kiểm cũng là chống tham nhũng có chủ đích mà thôi. Đến bây giờ vẫn chưa rõ chùm cuối của vụ này là ai, thì sự việc sẽ diễn ra trong nhiều năm, trải qua nhiều đời bộ trưởng. Chỉ có thể cảm thán cho các trung tâm đăng kiểm,
tuy họ có sai phạm, nhưng là sai phạm được ngầm bật đèn xanh hoặc làm lơ đi sau những phong bao bì, rồi bỗng chốc họ trở thành tốt thí cho cuộc chiến quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin vụ đăng kiểm đang mở rộng điều tra đã bắt cán bộ cục đăng kiểm và khả năng còn bắt ở cấp cao hơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngành hải quan đã nát đến mức không thể nát hơn. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2023, trang Facebook Kukan Pillai có một sa sút phàn nàn về việc anh đã bị cán bộ hải quan tại Hà Nội vòi tiền. Anh Kukan Pillai kể rằng anh ra sân bay Hà Nội để làm thủ tục bay về Singapore và anh thì đang rất vội. Nhưng cán bộ hải quan thì cầm hộ chiếu của anh không muốn trả, đồng thời viết gì đấy lên tấm vé của anh. Cuối cùng, vì muốn kịp chuyến bay, anh đã phải đưa cho viên chức này 500.000 đồng. Nhưng anh cảm thấy như bị bắt làm con tin, nếu không đưa tiền sẽ không được trả cuốn hộ chiếu. Dòng trạng thái này hiện nay đã biến mất trên trang cá nhân của Kukan Pillai, không rõ là do chủ nhân tự xóa hay Facebook đã chặn mất. Đây là hình ảnh chụp màn hình sa sút của Kukan Pillai. Nhưng rất nhiều Facebooker khác đã chụp lại màn hình và chia sẻ. Đa số là những ý kiến đồng cảm với anh Kukan Pillai và bất bình với hải quan của Việt Nam. Facebook Hoàng Hùng đăng hình ảnh chụp sa sút của Kukan Pillai kèm theo lời kể trên về trải nghiệm của gia đình anh trong một lần nhập cảnh về Việt Nam ăn Tết. Cán bộ hải quan Việt Nam thì ăn bẩn không phải là chuyện mới lạ gì. Nó đã diễn ra suốt mấy chục năm nay. Chuyện Việt Kiều, người Việt từ nước ngoài trở về tố cáo bị vòi tiền ở sân bay, rồi để chuyện hoàng hóa bị rạch ra, bị trộm. Chuyện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải chi tiền bôi trơn cho hải quan được kể đầy trên các mặt báo và trên mặt mạng xã hội. Năm nào cũng có. Tuy nhiên, mới chỉ có một vài vụ bắt lẻ tẻ, chứ chưa thấy lò của ông Trọng quạt lửa vào ngành này. Mới đây, vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn. Ba cán bộ hải quan nhận hối lộ bao gồm Phan Văn Nhâm, Chi cục trưởng, Ngô Xuân Khang, đội trưởng đội nghiệp vụ, Đặng Minh Sơn, cán bộ đội nghiệp vụ. Đà Nẵng, nơi được ca ngợi là đáng sống nhất Việt Nam, nơi cổ bộ máy hành chính nhanh gọn, giỏi nghiệp vụ, không nhũng nhiễu dần. Ấy vậy mà Cục Hải quan Đà Nẵng đã nhiều lần bị tố cáo là xin tiền thiếp của khách hàng. Tháng 8 năm 2018, hướng dẫn viên du lịch Chế Viết Đông đã tố nhân viên hải quan thu 10 nhân dân tệ mỗi khách du lịch Trung Quốc. Anh Đông nói rằng anh buộc phải nói ra vì đây là thể diện dân tộc. Anh cảm thấy nhục nhã khi bị khách hàng hỏi vì sao nhân viên hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng lại thu tiền của họ mỗi lần xuất nhập cảnh. Đây là hình ảnh một số bài báo nói về những tiêu cực trong ngành hải quan tại Việt Nam. Nhưng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phủ nhận chuyện này và nói rằng không có việc thu tiền như Chế Viết Đông nói. Tuy nhiên, họ lại nói thêm có thể khách nhầm lẫn giữa các lực lượng tại sân bay. Nghĩa là họ cũng không phủ nhận hoàn toàn chuyện khách hàng bị thu tiền. Cũng trong năm 2018, một hành khách ở Hà Nội đã tố hải quan sân bay Nội Bài làm luật, nghĩa là thu tiền ngoài sổ sách với họ, đồng thời tố cáo thái độ làm việc thiếu chuẩn mực, sách nhiễu người dân. Cụ thể, chị Hát tố cáo lực lượng cảnh sát sân bay Nội Bài đã thu giữ của chị một số hàng hóa mà không lập biên bản, bắt chị phải đóng 5 triệu mới trả lại hàng. Trước đó, một phụ nữ khác đi cùng con gái bay từ Nhật về, chị cũng bị yêu cầu làm luật 5 triệu đồng mới cho thông quan hàng hóa của chị. Đây là hình ảnh trụ sở Cục Hải quan nơi chứa đầy sâu bọ. Trước đó, một loạt các phi vụ hải quan thành phố Hồ Chí Minh ăn chia nhau tiền tỷ tham nhũng hối lộ. Vụ này xảy ra, hàng chục cán bộ hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải ngồi tù. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI đã từng công bố khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với hải quan. Thì rất nhiều doanh nghiệp cho hay họ phải chi trả phí đen khi làm thủ tục hải quan, nếu không sẽ bị gây khó dễ như kéo dài thời gian làm thủ tục, yêu cầu bổ sung giấy tờ, rồi chứng từ không có trong quy định, vân vân. Chưa hết, các cán bộ hải quan còn tiếp tay cho buôn lậu hoặc chính họ đã buôn lậu. Có một số cán bộ hải quan ở thành phố Hồ Chí Minh trước đó cũng bị bắt giữ vì tiếp tay cho buôn lậu, nhập lậu một số hàng hóa trị giá 9 tỷ đồng. Sau đó thì hải quan thành phố Hồ Chí Minh lại bị một số doanh nghiệp tố
đã đe dọa đòi ăn tiền của họ, ngành hải quan là một trong những ngành nát đến mức không thể nát hơn. Từ cách đây gần chục năm, tiếng đồn chạy một suất hải quan là 2 tỷ đã râm ran trong dân. Lý do để giá một suất hải quan cao như vậy đơn giản vì ngành này có màu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin ngành hải quan đã nát đến mức không thể nát hơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.